Hello nha Nam. Theo cậu một số Nam kêu em review cái con Note 4 chạy 3.000 cây. Coi có nó có đúng chất xe không? Để anh em mua ủng hộ nha. Thì sẵn rồi làm luôn. Xe này thì đi đúng đồng hồ nha anh. Bao tua trô bao tầm bậy tầm bạ các kiểu nha. Đó. 3311 ô đô rất là đẹp. Dầm ốc nháy cái nó nè mà. Bộ phụ tùng nè. Bộ đồ nghề chứ. Dây engine ha. Này thì cũng chục tuổi rồi. Chục tuổi rồi mà cái xe là còn gì, nói chung là em đánh giá khá là chất. Yên nó thì cái màu da nó được lọt theo cái màu sơn nha mình ha. Dòng nó bốn là gì? Rồi. Cho mình xem chân giò nó nha. Nó. Giờ nhiêu nó lại đầy cái cúc mà ha. Biết sướng chưa này. Ốc chẳng ba này thấy không, để em gọi led cho mấy em xem này. Đó hết biết là có đẹp nha mà khiếp chưa. Rồi tiếp áo sống là không có chạy chỗ đâu nha mấy anh. Chỗ này nó nổ đây nè ha, nó nổ là do cái cách bảo quản nó ra thôi, nhưng mà cũng không không có nghiêm trọng lắm nha mày. Mình xem như là cái hao mòn ha, hao mòn hữu hiệu theo cái thời gian đó. Rất là đẹp vỏ nè, nè 2011 luôn nè. Này là đát 2011 nha em anh. Để mình quay cái tem đát cho anh em xem luôn. Khá là chắc. Xe này mua sưu tầm chơi cũng hơi nha em anh. Vỏ nè. Thấy chưa? Mấy cái gai lông còn nè. Đát của nó nè. Đó, 211. Led nó giá mà nè. Nào. Năm sản xuất. Nè. Coi nó đẹp mà. Nè, ốc nháy này. Trắng tinh nha mà. Hết biết là có đẹp. Vỏ. Vỏ đát đâu đây? Đây. 211 luôn thấy không? Vỏ còn cả cặp. Xe này không chốt thì chậm tay thì là không kịp nhớ anh. Bây giờ mà Note 4 mà kiếm xe tầm này là chua đấy, chứ không phải dễ kiếm đâu. Nè coi cốt đùm thế này. Thấy không? Cốt bánh sau ha. Chưa có bắn, chưa có mở cái mình ha. Do video em quay chi tiết quá nó hơi quơ mấy anh không cảm nha mấy anh, tại quay chi tiết là phải cận lắm, đưa cái cận xe sát cái chi tiết mình mới quay được. Đổi tay nghịch tay không làm. Cái dòng Note 4 này thì đậu lâu rồi nó vậy nha mấy anh, tại nó xài mình sang con mà. Mà đợi tí nha. Rồi, nó ra nổ máy nha mấy anh. Bắt cầm tiếp. Nhanh chớp đèn đuốc thì đầy đủ mình ha.
quá đẹp, đáng để sưu tầm nha mày. Chứ mấy cái xe như thế này mua về đi cũng uổng. Đúng chắc mạnh ha, không còn gì mà để mà do dự nữa nha mạnh, nó quá đẹp rồi đó. Chinh phục mà, để em quay cho anh em xem. Bên đây thì nó có lâm nhâm chút xíu rồi, nó cũng không có đáng kể gì nhiều. Thời gian mà chục năm rồi, nói vậy là nó kêu là chân nó chắc lắm rồi đó nha, chứ không phải chuyện giỡn. Gặp mấy xe bây giờ nó nổ te tua đó. Quá đã, đẹp quá. Cái màu này á, anh em nhìn lâu nhìn kỹ nó mới thấy đẹp, còn nhìn phớt phớt ngang thì nó không có nổi bật như cái màu vàng hoặc là màu trắng gì đó đâu.